I haven't, chưa thấy ai đến nhận hai cái package, ba cái. Anyway, Hai cái chứ thầy, chưa một cái Huyền gửi đi được rồi chứ. chưa thấy. Anyway, so let's start first and we'll talk about it later, okay? Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I will be teaching my students. This is class IELTS 35. And they are quite new to writing task one. This is actually their first writing task one. I mean, this is their first writing task two, sorry. This is number two. And this is their first writing task two that they have ever done. And I'm going to show them how to do this particular task one, task two, from test one of Cambridge practice test number 10. This is academic modules. Ở video này là lớp IELTS 35 của mình, các bạn sẽ làm cái bài task 2 đầu tiên luôn á. Và sẽ làm cái cuốn cam 10 academic practice test, test 1, writing task 2. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài này một cách mà hoàn chỉnh nhất. So I will show you how I do this one. Okay. Now, first of all, the most important thing is to read the essay title. Read it, analyze it, and see what they ask you. Cái khâu mà đọc hiểu đề bài cực kỳ quan trọng nha. Đọc hiểu, phân tích đề bài nó muốn cái gì, cực kỳ quan trọng. Now, it is important for children to learn the difference between right and wrong at an early age. Rất là quan trọng cho trẻ nhỏ để học được sự khác nhau giữa điều đúng và điều sai ở một cái lứa tuổi sớm, lứa tuổi còn nhỏ. Punishment is necessary to help them learn this distinction. Cái sự trừng phạt thì là cần thiết để giúp chúng nhận được ra được cái sự mà phân biệt này. So this distinction means distinction between right and wrong. Sự phân biệt nè là sự phân biệt gì? Phân biệt trái và phải, phân biệt cái điều mà đúng và sai. And then they ask you to what extent do you agree or disagree with this opinion? Bạn đồng ý hay không đồng ý với cái nhận định này đến mức như thế nào? So basically they ask you whether you agree or you disagree with this opinion over here, to what extent? So of course you can decide to be impartial. When they say to what extent do you agree or disagree, những cái dạng bài mà nó kêu là bạn đồng ý hay không đồng ý, đến mức như thế nào, đến mức như thế nào, thì tức là được, mình được quyền là có thể hoàn toàn đồng ý, hoàn toàn không đồng ý, đứng ở giữa trung lập cũng được, hoặc là đồng ý nhiều hơn không đồng ý, hoặc là không đồng ý nhiều hơn đồng ý. So there are five cases you can do when they ask to what extent do you agree or disagree. So you can either totally agree, totally disagree, or you can totally be in the middle, impartial, trung lập, impartial. Or you can agree more than you disagree, or you can disagree more than you agree. It's up to you. However, they ask, with this opinion, you are giving two sentences. You have to see what is this opinion stand for. Người ta hỏi là bạn không, bạn đồng ý không đồng ý đến mức như thế nào với cái nhận định này, thì mình phải xác định được cái nhận định này là cái gì trong hai cái câu bên trên mà người ta đã cho mình. So a lot of the case, the essay title give you facts, and then the second sentence is opinion. Rất là nhiều trường hợp thì những bài essay như này nó sẽ cho câu đầu tiên là một cái sự thật hiển nhiên nào đó, và câu thứ hai sẽ là cái nhận định mà mình cần phải tranh luận. So let's look at this one. First sentence, it is important for children to learn the difference between right and wrong at an early age. Is this a fact or an opinion? Câu này là sự thật hiển nhiên hay là một cái ý cần phải tranh luận các bạn? Câu 1 này rất là quan trọng
cho trẻ nhỏ để học được sự khác biệt giữa cái đúng và cái sai ở lứa tuổi sớm. Cái này là sự thật hiển nhiên hay là một nhận định? You have to understand Nhận that. định Are you sure? If children do not learn which one is right, which one is wrong, they will behave very badly, isn't it? So, I think that learning the difference between right and wrong at an early age is very important. It's like everyone would agree, isn't it? Most of the people will Most agree. people will agree. Phần đông con người sẽ đồng tình với cái chuyện là trẻ nhỏ ngay từ sớm phải biết được cái đúng cái sai rồi. So this one you can treat it like a fact. Mình có thể coi cái câu nó như là một cái sự thật hiển nhiên luôn rồi. But then, a lot of people disagree whether they should punish children or not, right? Rất nhiều người ta sẽ tranh luận, người ta sẽ không đồng tình là liệu có nên đánh nó không, có nên phạt nó không. Cho nên là cái chuyện này vẫn còn là thứ đang tranh cãi. So this one is the thing that people are still debating about. So this is an opinion. The second sentence is an opinion. Cho nên cái câu thứ hai này nó là một cái nhận định nha. Và mình cần phải tranh luận cái nhận định này. Chứ cái câu đầu tiên nó chỉ là một cái sự thật hiển nhiên, không cần tranh luận. So the first sentence is a fact already. And the second sentence is an opinion. So it means that you must discuss about this second sentence. Tức là mình bắt buộc mình phải viết cái bài để mình tranh luận về cái ý mà liệu có cần để phạt nó hay không, để giúp chúng nhận ra được cái sự phân biệt trái phải đúng sai. Chứ không phải là mình đi vào cái chuyện là có nên nhận sự khác biệt giữa trái phải, giữa cái sai và cái đúng ở lứa tuổi còn bé hay không, hay đợi đến lúc lớn rồi hãy học. Đó, mọi người phải nhận ra được cái sự khác biệt như vậy đó. You need to identify what you should talk about in your essay, okay? That is very important. Otherwise, if you do not, that's a baby, I miss one. No, I'll just mute your microphone, okay? So you have to identify the main points, the main thing, and you have to identify it correctly, okay? So you can write your essay in the right way. However, the essay does not only ask you one question, they ask you the second question here. Cái bài luận nó còn hỏi một cái câu hỏi thứ hai nữa. Đó là what sort of punishment should parents and teachers be allowed to use to teach good behavior to children? Cái loại trừng phạt nào mà cha mẹ và thầy cô nên được cho phép sử dụng để mà dạy cái hành vi tốt đối với trẻ nhỏ. So it means that it agrees that you should punish, isn't it? If you are about to answer this second question, the question assume that you should punish, isn't it? Cái câu hỏi nó coi như là mình cũng nên trừng phạt rồi, nhưng mà hỏi là loại trừng phạt nào thôi. So it seems like you can only agree that punishment is necessary, isn't it? But then you can say that I agree that punishment is necessary, but then we should punish in what way? Tức là cái bài này nếu mà các bạn trả lời đúng hết hai câu hỏi mà để yêu cầu, tức là các bạn chỉ có thể nghiêng về cái hướng mà gọi là nên trừng phạt, nhưng mà trừng phạt kiểu gì thôi. Because if you go into the first if you disagree that people should not punish children, if you say that people should not punish children, then sorry. Then you cannot answer question number two, isn't it? Yes. Nếu mà các bạn, sorry, I'm not at my best health today. Tức là nếu mà các bạn đi theo cái hướng là nói là trẻ nhỏ không nên bị trừng phạt thì mấy bạn sẽ không thể nào trả lời được câu 2 rồi. Cho nên cái bài này nó nói vậy thôi, chứ thực sự là mình vẫn nên đi theo hướng là nên phạt nó, nhưng mà phạt cách nào thôi.
So in this essay, you can only go in to saying, okay, I agree with this, with punishment, it's necessary, but then you have to answer the second question. What sort of punishment? So the second question asks, what sort of punishment should parents and teachers be allowed to use to teach good behavior to children? It did not say what sort of punishment should parents and teachers be allowed to use to help them learn the difference between right and wrong. Cái câu hỏi nó không có hỏi là cái loại trừng phạt nào cha mẹ và các bậc giáo các bậc thầy cô nên được cho phép sử dụng để mà giúp trẻ nhỏ học được sự khác biệt giữa đúng và sai, mà nó là để dạy những hành vi tốt ở trẻ nhỏ. So it is something else now. You can see that this essay is very complex. Cái bài essay, bài luận này nó rất là phức tạp, phải không nào? And then, so this one opened a new possibility now when they say allowed to teach good behavior to children, but not to learn difference between right and wrong at an early age. So now you can say that I disagree. So no punishment is necessary to help them learn this distinction. But still, to teach good behavior to children, we still need some sort of punishment. Mình sẽ đi theo hướng là mình hoàn toàn đi theo hướng là giờ tôi không ủng hộ cái chuyện punishment để mà giúp chúng nhận được cái sự khác biệt giữa cái đúng và cái sai ở lứa tuổi còn bé. Nhưng mà để mà dạy cho cái hành vi tốt đối với trẻ nhỏ là hai điều khác nhau nha. Thì cũng nên là phạt nó cái gì đó chẳng hạn. Tại vì cái bài essay này nó đang nói về hai điều khác nhau. Thứ nhất là giúp chúng nhận sự đúng và sai ở lứa tuổi còn bé. Thứ nhì là để dạy hành vi tốt. Nhận ra được cái đúng sai là một chuyện nha. Còn có hành xử tốt hay không là chuyện khác. To teach good behavior to children and to differentiate between right and wrong are two different things. You have to understand that. Nếu mọi người hiểu cái chuyện này chưa? You understand it? Tôi tốn nó gần 12 phút để tôi phân tích đề là để tránh sự lạc đề đấy. I actually spent like about 12 minutes or more to analyze this essay title, because if you do not do that, do not analyze the essay title carefully, chance is that you will misunderstand how to deal with this question. Hiểu sai đề là cùng lắm 5 chấm thôi. And the maximum score you could ever get if you get out of topic is 5.0. Most of the time people get like 4.5, I think. Điểm cao nhất mà lúc mà lạc đề là 5 chấm. Phần đông người ta được có 4 chấm, 4 chấm rưỡi chẳng hạn. Nếu mà bị lạc đề nha. Anyway, first thing first, opening. Just like test 1, in the opening, you rewrite the essay title. Như test 1 đây. Opening thì viết lại cái đề bài bằng những cách mà mình đã biết. So first of all, we need to rewrite this sentence. Most people, phần đông con người, most people would agree that it is vital, important, mình biết thành vital này. Important and vital, that it is vital to help children learn, to help children distinguish between right and wrong at an early age, you can say. At their early years, ở những năm mà sớm của nó, ở những năm đầu đời của nó. At their early years, phần đông con người sẽ đồng ý rằng rất là quan trọng để giúp trẻ nhỏ phân định giữa cái đúng và cái sai ở những cái năm đầu đời của nó. Năm đầu đời tức là early age. Early age,
at the early years. Dùng early childhood này... Sorry? Early childhood. In their early childhood. Yes, you can do that. Có thể. Tuy nhiên có một cái nhận định là gì? This is an opinion, so you can say that. However, however, many argue, over the necessity of punishment to help children, to help them, to help. Mình dùng chữ dumb ở đây thì nó sẽ nhầm với lại dumb là gì, lỡ đâu người ta hỏi là many people thì sao. Cho nên chỗ này không nên dùng chữ dumb. Well, I think if we use dumb here, people can misunderstand that you refer to many. But dumb here, I mean children. So let's just say to help okay, let's just use them. Cái dùng dumb để học I think. Many argue over the necessity of punishment to help them learn this distinction, to help them learn this essential distinction. Let's just use the word distinction again. Em ở đây là gì vậy? Sorry? Distinction ở đây có nghĩa là gì? Sự phân biệt, sự phân định. Distinction. Sự phân định. Tuy nhiên nhiều người tranh luận về cái tính cần thiết của chuyện trừng phạt để giúp chúng học được cái sự phân định tối cần thiết này. Many argue over the necessity. So necessary mình biến thành dạng danh từ đó. Necessary adjective becomes necessity noun danh từ. Mình có thể nêu cái ý kiến cá nhân chủ quan mình ngay đây luôn là tôi agree or disagree đến mức thế nào. You can state your opinion right here at the opening, whether you agree or disagree with this opinion, to what extent, right at the opening, or you can say that in the conclusion. Có thể ghi ở kết luận cũng được, hoặc là ở bài cũng được, là cái nhận định mình theo hướng nào nha. Mình đồng tình hay không đồng tình đến mức như thế nào. Chỗ nào cũng được. But then this part about sort of punishment. So this part should also be there as well. Cái phần 2 của cái câu hỏi nó cũng nên phải có nằm trên đây luôn. Also, thêm một cái, đây là một cái điều mà nó không liên quan lắm. Nó không hoàn toàn liên quan đến cái phần vế đầu nha. Cho nên mình mới dùng là cũng như thế. It's not totally related to the first part of the question. So that's why I use also. Also, to teach good behavior. To teach them good behavior. Various types of punishment. Various type of appropriate punishment should be applied. Should be allowed to use. Should be allowed. Should be allowed to
used by parents, teachers and educators. Giáo viên thì biến thành là làm giáo dục. To be used, right? Should be allowed to be used. Nên được cho phép được sử dụng. Cũng như thế để dạy chúng cái hành vi tốt, nhiều loại của sự trừng phạt hợp lý. Nên được cho phép để được sử dụng. Should be allowed to be used bởi cha mẹ và những người làm giáo dục, by parents and educators. Nếu mình ghi cái như vậy, tức là mình đánh tiếng trước là mình sẽ nói về cái loại punishment rồi đấy, để dạy to good behavior. If you write like this, you signify that you signal the reader of this essay that you will discuss about various type of punishment to teach good behavior to children. And this is the second part. Question. The second part of the question. However, to what extent do you agree or disagree? I do believe that we should mention, like, do we agree or disagree with this opinion at the opening. Because otherwise, if we do not write that, and we write the second part of the question, it seems like it's not good. Confusion. Not say okay, confusion. Yes, it's caused confusion. Nếu mình không nói về cái phần mình đọc tình, không đọc tình ở đây, mà mình nói về cái phần hai câu hỏi, thì sẽ gây chấm hỏi ngay lập tức. Người ta sẽ hỏi là, ủa, kỳ vậy. They ask you, do you agree or disagree? So you can obviously use one personal pronoun, I, in this essay. Người ta hỏi là bạn, cái người viết bài này nè, bạn có đồng ý hay không đồng ý không? Tức là mình hoàn toàn được dùng một chữ I, một đại từ nhân xưng, tôi, duy nhất trong bài này ở đây, ở bài. However, many argue over the necessity of punishment to help them learn this essential distinction. Personally, về mặt cá nhân tôi, personally, nếu bạn muốn mình biết đồng tình hay không đồng tình. Do you want me to go to, into the agree or disagree class? Lớp mình muốn thầy đi theo hướng nào? Nên biết đồng tình rồi sau đó bài về nhà tụi em sẽ làm ngược lại là không đồng tình để nó đa dạng cái mẫu hơn. I think I should write agree and then when you do at home you can do disagree. Yeah. You can do that. Just try to not go out of topic, okay? Yeah. Ráng làm sao đừng biết lạc đề là được. Và các câu cú nó phải chặt chẽ về logic với nhau hết nha. Personally, I do agree. But hoặc là I do support. Tôi có ủng hộ. I do support this opinion. Về mặt cá nhân, tôi có ủng hộ cái nhận định này. Tức là mình agree rồi, nếu mình đi câu này. If you say, personally, I do support this opinion, it means that you support punishment. You agree. And then, okay, there are several ways you can write the opening. However, it's the safest to just follow strictly the essay title, okay? Có nhiều cách để viết mở bài nhưng mà an toàn nhất vẫn là cứ tuân theo cái mở bài xong rồi sửa đổi chữ thôi. Just paraphrase the opening, okay? Now, if you cannot write sentences like I do, I would suggest that you write the outline. Thân bài thì là mình, nếu mà các bạn không biết được câu như mình á, thì các bạn có thể là viết cái dàn bài ra. You can write the outline. However,
The outline should contain what they ask you. Cái phần thân bài của cái phần thân bài thì bắt buộc là mình nên phải có hai cái câu hỏi này nha các bạn. So, to what extent you agree or disagree? So if you say agree, part A is explain why you agree. And part B should be like, what sort of punishment should parents and teacher be allowed? What sort of punishment now? So why do you agree? I can just say that the application of strict rules that the application of strict house rules, cái ứng dụng của những cái luật trong nhà rất là nghiêm khắc, the application of strict house rules may play a vital and important role in shaping nó tạo ra cái hình tượng là cái nào là sai, nó là đúng. May play an important role in shaping behavior in shaping behaviors and knowing right and knowing right or wrong actions. Cái sự ứng dụng của những cái luật trong nhà rất là nghiêm khắc, nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong chuyện nó tạo hình ra những cái hành vi và biết được những cái hành vi đúng và hành vi sai, and in shaping behavior and knowing right or wrong actions. Đó là cái câu đầu tiên của mình đó. Tại sao mình là đồng tình là như vậy? Xong rồi mình mới giải thích ra cái câu thứ hai. In other words, nói cách khác thì sao? Mình sẽ giải thích cái câu là luận điểm vừa rồi mình vừa mới ghi bằng một cách dễ hiểu hơn. So in other words, I will just try to explain this first sentence in an easier way. In other words, in other words, children would be taught, trẻ nhỏ sẽ được dạy cái cách mà cái thế giới nó vận hành như thế nào. They would be taught how the world functions. The children would be taught how the world functions by following by the things that they can do and cannot. They can and cannot do. Nói cách khác, trẻ nhỏ sẽ được dạy cái cách mà cái thế giới này nó vận hành như thế nào bằng những cái thứ mà chúng có thể hoặc là không thể làm. Đúng không các bạn? Tại vì luật trong nhà là nên làm này, không nên làm cái kia. Tức là trẻ nhỏ sẽ được dạy cách mà thế giới nó function như thế nào, vận hành như thế nào bằng cách mà nó biết được là mình nên làm cái này, mình không nên làm cái kia. Thì cái câu này nó giải thích rõ ràng hơn cho cái luận điểm này mà vừa mới nêu ra. So this sentence provides more information, or it explains in an easier way my leading sentence. Cái câu mở đầu của tôi sẽ được giải thích bằng cái câu thứ hai. Let's just say punishment too. Ứng dụng của cái luật trong nhà nghiêm khắc và sự trừng phạt có thể đóng vai trò quan trọng. So I include the word punishment in there too.
helping them now, sorry, đóng vai trò quan trọng trong chuyện tạo hình cái hành vi và trong chuyện giúp đỡ chúng biết được. Helping make them vulnerable in shaping behavior and helping children know right or wrong actions. Okay. Let's just say mình bây giờ mình đi thẳng đúng vào cái yêu cầu đề là punishment đi. Let's go directly into punishment. Okay, and the third sentence. I think we should go deeper into saying like how children can differentiate between right and wrong. They need to understand why it's right, why it's wrong too, right? Not just because they are punished. That is right. That is wrong. Okay? Họ trẻ nhỏ phải hiểu được tại sao nó đúng, tại sao nó sai. Chứ không phải là cứ do bị ăn đòn là nó sai. Besides, ngoài bên cạnh đó, besides, by punishing and explaining, bằng chuyện trừng phạt và giải thích, by, let's just say explaining first. Phải giải thích trước rồi mới phạt sao chứ. By explaining and punishing the wrong acts, những cái hành vi sai, by explaining and punishing the wrong acts, children would have a better idea about the the reason why the reason for their punishment. Bằng chuyện giải thích và phạt những cái hành vi sai, vậy trẻ nhỏ sẽ có được cái ý tưởng tốt hơn về cái lý do cho cái sự trừng phạt của chúng. And then it leads to what? Và nó dẫn đến điều gì? Các bạn nên nhớ là mình thầy giải thích xong rồi mình làm quan hệ nhân quả, cái A dẫn đến cái B dẫn đến cái C gì đó. Use more like, you know, cause and effect sentences. As a result, nhưng mà hệ quả thì sao? As a result, they would have connotation mean idea, you know, ý tưởng, ý niệm. Chúng sẽ có một ý niệm mạnh hơn, một ý niệm mạnh. They would have a strong connotation and a good distinction from an early age. And a good distinction between right means good and wrong means bad, isn't it? Đúng sai thì tức là tốt và xấu. They would have a strong connotation and a good distinction between good and bad at an early age, ở một lứa tuổi, ở cái lứa tuổi mà rất là đầu đời. Các bạn coi lại cái câu này của mình đi. Let's just look at this one. Câu mở đầu nè, leading sentence. The application of punishment may play an important role in ứng dụng của trừng phạt có thể đóng một vai trò quan trọng trong chuyện tạo hình ra cái hành vi và giúp chúng biết được cái đúng cái sai, những cái hành vi đúng và hành vi sai. Chấm. Nói cách khác, tức là giải thích theo một cách dễ hiểu hơn.
Trẻ nhỏ sẽ được dạy cái cách mà thế giới nó vận hành bằng những thứ chúng ta thể làm và không thể làm. Thêm ý nè, và ủng hộ cho cái luận điểm nè. So this sentence, third sentence basically provide extra information to support the main points here. Cho thêm thông tin để ủng hộ cái luận điểm chính ở đây là ngoài ra bằng chuyện giải thích và trừng phạt những cái hành vi sai, trẻ nhỏ sẽ có được một cái ý niệm tốt hơn, ý tưởng tốt hơn về cái lý do cho cái sự trừng phạt của chúng. Và nó dẫn đến một cái điều gì? Quan hệ nhân quả nè. And the fourth sentence is the result of the third sentence. Như một hệ quả, chúng sẽ có được một cái ý niệm mạnh và một cái sự phân định tốt giữa cái tốt và cái xấu ở một lứa tuổi còn bé. Ok. Mấy bạn nghe cái câu này, mấy bạn nghe cái đoạn này nghe có thuyết phục không? You see this one? Does it sound Ở đây mình không có cần nêu ví dụ hết này. Ví dụ convincing? một con Well, xanh thôi you nhưng only you don't necessarily need to mention examples. If you want to, you can, of course, but if my logic it's so clear, I don't need to. mà... Không, tại em muốn hỏi là có thể hay không thể Thích thì nêu ví nhưng dụ thôi, còn nếu mà cái luận điểm của mình nó chặt chẽ quá rồi không cần nêu ví dụ cũng được, đâu sao đâu, không bắt buộc nha. 81 chữ nè, this is 81 words already, that's good enough for one paragraph. 81 chữ là hơi bị dài cho một đoạn đó. Well, you can just use one paragraph for the first question and two more paragraph for the second question. Why not? Cái đoạn đầu có thể cho cái câu đầu tiên nè. Cái đoạn 2 có thể là cho hai đoạn chứ. Hai đoạn tân bài cho cái câu số 2 này. Now, so let's talk about what sort of punishment. But first of all, I want you to read this one. Does it sound convincing? It must sound convincing to be a successful paragraph, okay? Cái đoạn đó, nó nghe cái logic nó phải thuyết phục thì nó mới là một cái đoạn thành công được nha. Please have a read. Does it sound convincing? Okay. Okay. Now, if it sounds convincing, then your essay is basically strong enough. It's good enough. Nó phải nghe, nó phải thuyết phục thì nó mới gọi là một cái câu đoạn thành công nha. Now, explain. Okay. What sort of punishment? And now, what sort of punishment is the next one? Cái loại trừng phạt nào nè. So let's talk about what sort of punishment now. So what do you think, class? To teach good behavior? Like for example, but now you have to understand that the second part of the sentence is not about to teach them the difference between right and wrong anymore. Now it's to teach good behavior to children. Các bạn phải hiểu là cái câu số 2 này nó không hề liên quan đến chuyện mà dạy sự khác nhau giữa đúng và sai ở lứa tuổi trẻ còn nhỏ nó đâu nha, mà bây giờ nó là dùng để dạy cái hành vi tốt ở trẻ nhỏ.
Okay, so now it's to teach good behavior to children. Now, what sort of punishment? Let me move this one here. Okay, so besides from helping children learn the distinction between right and wrong, it is also essential to show them good behavior. No, to educate them good behavior. Or let's just say to teach them good behavior. Bên ngoài cái chuyện mà besides helping children, bên ngoài cái chuyện mà giúp trẻ nhỏ học được cái sự phân định giữa cái đúng và cái sai, phải nó cũng rất là tối cần thiết để dạy chúng những hành vi tốt. So basically, when you write a sentence, you are trying to move, you transition from idea to idea. Cái câu này giống như một cái câu mà chuyển tiếp giữa ý tưởng này đến ý tưởng nọ. Now, so, and you also mentioned is to teach them good behavior. So that will be the topic of this second paragraph. Và mình cũng nêu ra, mình cũng giới thiệu ra là đoạn 2 mình sẽ viết về cái gì? Teach them good behavior. Okay. By what? By applying punishment. Nó cũng qua tối quan trọng để dạy chúng cái hành vi tốt bằng chuyện áp dụng những cái hình phạt. And then okay, second sentence, I think I will write about, okay, so the question asks, what sort of punishment should parents and teachers to teach good behavior to children? So maybe I'll write about parents in one paragraph and then write the teachers in other paragraph then. Mình sẽ viết hai đoạn, một cái đoạn là cho parent, một cái đoạn cho teacher. Essential. For parents. Let's just use this second paragraph for parents, okay? Mình dùng đoạn 2 này cho parents đi. By applying punishment, what do you think? Love so in lặng. Why are you so silent? Come on. I need ideas, please. Class, microphone. Đi vậy thầy. Thì bây giờ mọi người nghĩ thôi, mọi người có ba bạn đều đã có con hết rồi. You all three, you have children already. You should have some ideas. Ba bạn đã có con hết rồi. Trừng phạt không bạo lực đó thầy. Sorry? Các hình phạt không bạo lực đó. Yes, so non-violent punishment. Thứ hai nữa là gì ta? Không có lạm dụng mấy cái hình phạt mà roi gọt nhiều quá này. Non-violent approach. Corporal punishment. No, corporal punishment là
phần hình phạt thân thể, corporal punishment là hình phạt thân thể đánh vào người á. Non-violent approach. Thứ hai là các hình phạt mà giống như là lúc mà trẻ không nghe lời thì sẽ không có được những cái thứ mà chúng thích chứ. Yes, exactly. If they do not listen, they will not get the things they want. Okay, non-violent approaches. Are preferable. Những hình và những cái phương cách tiếp cận mà không bạo lực thì là được chúng ta thích hơn. Non-violent approaches are preferable as most children psychologists might suggest, như là phần đông những nhà tâm lý học trẻ nhỏ sẽ đề nghị. Những phương pháp tiếp cận không bạo lực thì là người ta sẽ thích nó hơn, người ta sẽ thấy nó ổn hơn, như là phần đông những nhà tâm lý trẻ nhỏ sẽ đề nghị. As most children psychologists might suggest. And then for example. So instead of saying for example, what can I write? I can just say as an example. Như một ví dụ. As an example, when a child does not listen or do what their parents ask them to. Khi một đứa bé không có nghe hoặc là làm những cái gì mà cha mẹ chúng yêu cầu chúng làm. Do what their parents ask them to. They cannot get access to what they want. So this is the spoken language, isn't it? This is a spoken language. Đây là ngôn ngữ nói nè. How can we turn that into written language now? Mình biến cái này thành ngôn ngữ viết như thế nào? If a child doesn't always they shouldn't get access to what they expect. Em nghĩ chỗ này là when a child break the rule thì nó better hơn là phải nghe là ba mẹ, chưa chắc ba mẹ đã nói đúng hoặc là yêu cầu đúng. When break a child breaks the break the house rules. Yeah. Khi một đứa trẻ là core values, hoặc là family core values. Break the family's core values. No, core values sounds too much. Giá trị à, những ví dụ trị. Ý là sẽ có một số cái chuẩn mực đạo đức trong gia đình đó mà bạn này đã phạm phải. Oh. Em nghĩ nó sẽ phù hợp. Like moral standards. Yeah. Hoặc là house rule này cũng được. I think house rule is fine. Don't nó còn bé nó làm gì biết được chuẩn mực đạo đức rồi phải như thế nào đó. Nó phải biết được là cái luật là lên làm đó là cái này thôi. Chứ yeah. Mới còn bé mà học đòi học chuẩn mực đạo đức phải hành xử thế nào cho đúng đạo đức rồi. Nó thiệt nha, không biết đâu. Là cơ bản ví dụ như đi thư về trình hoặc là cho gì phải thưa cảm ơn ví dụ vậy. Thì ý em là chỗ này là vậy á. Well, if when a child breaks the normal standard of good behavior, khi trẻ nhỏ nó phá cái chuẩn chuẩn hành xử bình thường, break the normal standard of good behaviors, such as
such as being rude, như là nó thô lỗ, such as being rude, impolite. Or impolite to the others, to những người khác, such as being rude or impolite to the others. Then access to the things they desire would be revoked, tức là giống như là bị lấy đi, tước đi, tước đoạt, tước đi. Revoke access to the things they desire would be revoked. Cái sự tiếp cận với những thứ mà chúng mong muốn sẽ bị tước đi. Revoke. You can just look at this word. Nói một cách chính thức rằng một cái thỏa thuận, một cái sự cho phép hoặc một cái luật nào đó nó không còn hiệu lực nữa. Revoke. Giống như là hủy bỏ một cái gì đó, revoke, hủy bỏ. No, I think revoke means eliminate or just remove. I think remove. I think access denied. Okay, access denied. Access to the thing they desire will be denied. Thì cái sự mà tiếp cận với những thứ mà chúng muốn sẽ bị chối bỏ, sẽ bị từ chối. And other approaches, please. Còn cách nào khác không nhỉ? Is there any other non-violent approaches? Okay, so if they break the normal standard behavior, they get punished. And then what else? If they throw a tantrum, nếu mà nó lăn ra ăn vạ thì sao? If they throw a tantrum, in case of children throwing a tantrum. Throwing a tantrum là lăn ra ăn vạ, xong rồi hỉ nộ ái ố, tùm lum la hét này nọ. In case of children throwing a tantrum, parents should just leave the room, rời phòng nó đi để nó tự nó hay la hét mình. Parents should not give in to the demand. Nhưng mà give in là lại là văn nói nha, tại vì những cái phrasal verb chính là phần trăm nó là mang tính không trịnh trọng. Give in is spoken language because 95% of the case that is informal and should not be used for writing. Give in to the demand tức là chiều theo những cái đòi hỏi đó. Should remain strict. Trong trường hợp mà trẻ nhỏ gọi là lăn ra ăn vạ, các bậc cha mẹ nên vẫn giữ nguyên cái sự mà giữ nguyên là nghiêm túc. Parents should remain strict. Nghiêm khắc. Should remain strict. Despite their demand, bất chấp những cái yêu cầu của chúng, should remain strict despite their demands. Alternatively, một cách thay thế thì sao? Cách khác thì sao? Alternatively. Có thể là tự cho nó la hét trong phòng, chừng nào nó hết chịu nổi thì thôi nó yên thôi.
Like sometimes just leave the children be in a room and just cry as much as they want, just throw a tantrum as much as they want until they stop. But I'm trying to make it sound more academic, mà nên là viết sao cho nó có vẻ nó trịnh trọng hơn, cái đó mới là khó đó. So 81 words already. Maybe I think 81 words, cái này 81 chữ nè mọi người, 79 nữa nè. I think one paragraph 80 is a bit too much already. And you can see, I think maybe I should write about educator or teachers now. Moreover, or for teachers, I think in this case, if they throw a tantrum, we should punish them somehow, not just remain strict despite the demands, I think. We should do something more. Trong trường hợp mà nó ăn vạ thì nên là phạt nó cái gì đây, các bạn? Phạt đứng góc nhà. Not remain strict despite the demand. And they should stand and how much despite the demand. How about locking them in a room for like a 1 or 2 hours? Khóa nó trong phòng 1-2 tiếng như vậy. You think it's a good idea? Không cho đi chơi, đúng rồi, không cho đi chơi. And they're not allowed to even go out and play. Demand and alternatively, bad behaving. Alternatively, the bad behaving child, cái đứa bé mà hành xử xấu, the bad behaving child should be given no access, to toys. Thay vào đó, cái đứa trẻ mà hành xử xấu không nên được cho tiếp cận với đồ chơi của nó. Chẳng hạn, that could be one punishment. Should be given no access to toys. Okay, now. Okay, two examples, hai ví dụ các bạn. Two examples and two punishment. Và hai cái trừng phạt luôn. Now, for teachers, how can we do this? For teachers, there are several ways. To enhance children's behavior through punishment. Đối với những người giáo viên có nhiều cách để mà cải thiện cái hành vi, những hành vi của trẻ nhỏ thông qua chuyện trừng phạt. Cái này đúng không, sai đâu? I don't think this is wrong. Okay. Behavior, because behavior, if you check, it's okay, it's say uncountable over here. Interesting. I thought that it's countable.
Let's try this one. So, but this behavior is actually UK, US. It's with S. Weird, right? Tại sao cái UK behavior kia nó lại không có S nhỉ? Interesting. Why the UK behavior is without S? Interesting, isn't it? This is weird, isn't it? Throw punishment có nhiều cách để cải thiện cái trẻ nhỏ, nhưng mà cái này điều này sẽ diễn ra trong lớp học. This one will happen in the classroom, isn't it? In the classroom environment, trong môi trường lớp học, in the classroom environment. First, children misbehaving children, những đứa bé mà hành xử không tốt, misbehaving children nó làm gì các bạn? Nếu mà là giáo viên chẳng hạn, có nên khiển trách trước lớp không? Should you scold them in front of the class? Ở Việt Nam có trò là đem ra trước cận trước sân trường xong rồi về chào cờ xong rồi sỉ nhục tập thể cái điều đó lắm. But I don't believe that is a good way at all. I don't believe in this way that Vietnamese school were doing at all. First, misbehaving children. Should be banned from attending activity with their peers. Đầu tiên, những đứa bé mà không hành xử tốt nên bị cấm tham dự vào những cái hoạt động với lại những bạn đồng trang lứa của chúng. Banned from attending activities with their peers. Bằng cách như thế thì chúng sẽ biết được là nó làm sai và muốn làm đúng thì mới được tham dự chẳng hạn. By doing so, they will learn that okay. If they want to attend activities with their other peers, they have to behave well. Attending activities with their peers. Therefore, a strict but non-corporal punishment Vì vậy, cái phương pháp trừng phạt không có dính đến thân thể nhưng mà lại nghiêm khắc này, this strict but non-corporal punishment might be effective in reinforcing good behavior. Vì thế, cái phương pháp mà không đụng thân thể nhưng mà lại nghiêm khắc này, nó có thể nó hiệu quả trong chuyện mà reinforcing, mean là make it stronger, làm cho những cái hành vi tốt nó được củng cố. Activities and games, let's just say activity and games, hoạt động và game luôn, không được tham dự luôn. That will be strong enough. Secondly, what can you say?
Come on class, you are too silent. Lớp mình quá yên lặng nha, không có được nha. Học online mà vậy không được nha. Come on, say something please. Lớp còn có 3 người thôi, làm ơn các bạn. Come on please. Okay, what else can we do to in school as teachers to help to punish or teach good behavior to children? Báo phụ huynh này. Wrong. Báo phụ huynh là thực sự là một cách gọi là hết cách rồi với báo phụ huynh nhẹ. Ý là nãy mà thầy đề cập tới cái vấn đề nhẹ rồi thì giờ tới cái cấp độ nặng hơn. Báo cảnh sát. No, no, no. Just the police do nothing to children. Trust me. Just the school and teachers. Báo phụ huynh. Thực sự báo phụ huynh là một cách gọi là hết cách rồi mới dạy thôi. Bó tay rồi đó. Informing the parents now just doesn't work that way, you know. Bác lao động công ích. Đúng rồi, lao động công ích á. Community service. Second. Community service. And it's forced, bị bắt buộc. Forced community service could be applied, có thể được áp dụng. Forced community service could be applied to bad children, wrongdoers. Let me check this word, wrongdoers. Những đứa làm sai. Wrongdoers. A person who does something bad or illegal. But wrongdoers, it seems like something is a criminal. It's illegal, it's criminal. We are talking about children now, so wrongdoer does not apply. Cái từ này dành cho những cái kẻ mà gọi là làm bất hợp pháp á. Nhưng mà mình đang nói trẻ con mà, children mà. So we cannot apply the word wrongdoers in this case. Could be applied to wrongdoing children. No. We have used the word misbehaving children already. Em nghĩ chỗ này could be considered is the appropriate could way. Could be considered as an appropriate way. In cái gì đấy? In and guiding children. Children in the right direction. Guiding path. Children to the right path. Để mà nó hướng trẻ nhỏ đến cái con đường đúng. Tại vì nhiều trẻ nhỏ nó cần một cái cách để mà nó tiêu thụ năng lượng của chúng. So children need a way to express their excess energy, you know, excess energy. To the right path in case of misbehavior. Trong trường hợp mà hành xử sai in case of misbehavior. Thầy nghe chỗ to the right path có thể chữ right này có thể thay thế bằng chữ decent không thầy? Decent, no, we don't say decent path, we say the right path. Chữ decent đó dùng trong trường hợp nào thầy? Decent means we use in decent job, decent career, decent job, decent housing, đàng một cái gì đó đàng hoàng. Yeah. Việc đàng hoàng, có việc ổn định, cái nhà đàng hoàng. A decent person, một cái người đàng hoàng. But we don't say a decent path. I think the right path. Con đường đàng hoàng. We say the right path, okay? Con đường đúng đắn.
guiding children to the right path in case of misbehavior. And then we can explain further why forced community service helps. Mình sẽ thể giải thích lý do tại sao là mình bắt chúng làm công việc công ích thêm, tại vì giống như kiểu nhạc cư vi thì bất thiện. Misbehavior tại vì dư năng lượng quá. When they have too much energy, they misbehave. So when they force you, so you force them to do, so when you force them to do community service, they spend that extra energy and they can learn new things. As is, that is, điều đó là rằng, tức là mình sẽ giải thích ra thêm. That is, when spending excess energy in learning how to cook clean or how to cook clean or sweep the street, sweep the floor, how to clean or sweep the floor, children can appreciate. Sorry, children can appreciate labor. And know how to behave better. Điều đó là rằng, tức là giải thích cái câu phía trước ra một cách dễ hiểu hơn. That is means like you explain the sentence before that in easier way. Khi mà tiêu thụ cái năng lượng quá dư thừa vào cái chuyện học cách mà clean, học cách mà clean hoặc là quét cái sàn, trẻ nhỏ có thể sẽ trân trọng cái lao động và biết cách hành xử tốt hơn. I think that's good enough for 90 already, 90 chữ. So this one is how much? 250 something already. You see, 260 already. Just the body is like 260, and this one it's 62, so it's 320 already. You see, that's a lot. Normally, task 2 is minimum 250. Tối thiểu của task 2 là 250, mà mình đã viết gần như 320 rồi gì nữa. And now in conclusion, kết luận. So conclusion. You just summarize what you just said. However, in your body, you answer all the two questions already. So I think in conclusion, you just summarize that. In conclusion, punishment is absolutely essential to help children learn the distinction between right and wrong. Manner. Sorry? Manner. Behavior đổi thành manner đó. No. Manner is how you behave. But the behaviors are different. Manner is how you behave. Be careful. But behavior and manner are two different things. Cẩn thận nha. Cái kết luận, tại vì hai cái phân bài này mình đã ghi giống như là mình đã trả lời hết hai cái ý này rồi, cho nên kết luận mình chỉ tóm lại tất cả mọi thứ. Between right and wrong. At their early development,
ở cái sự phát triển sớm của chúng, at their early development. Also to teach good behavior to children for good behavior. For good behavior. For teaching good behavior, sorry. For teaching good behaviors, parents and teachers should apply suitable punishment, suitable kinds of punishment Kết luận, cái chuyện trừng phạt thì là cực kỳ tốt cần thiết để giúp trẻ nhỏ học được cái sự phân định giữa trái, giữa chuyện đúng và sai ở cái sự giai đoạn phát triển sớm của chúng. Giai đoạn phát triển sớm tức là early age. At the early development mean early age. Cũng như vậy, để mà dạy những hành vi tốt, các bậc cha mẹ và giáo viên nên áp dụng những cái loại mà trừng phạt hợp lý, phù hợp. Thì những loại trừng phạt phù hợp nó mình đã ghi trên đây hết rồi, nó chỉ tóm lại thôi. Basically, we mentioned all the types of punishment here already. And now I'm just concluding, I'm just, you know, recap, I'm just summarizing everything. And now, what else? I'll just eliminate this. Thì là gia đình và nhà trường phối hợp. Cái thầy thì cái thầy vẫn cứ để cái đoạn đó đi thầy. Để khi tụi em nhìn vào á, tụi em sẽ biết cái dạng ý nó, cái sườn ý của nó đi theo cái mặt nào đó rồi triển khai ý này. You can watch the video again, don't worry about that. You can of course watch the video again. Okay. Hồi nãy bạn nhìn mới á. Sorry bạn. Bạn nhìn anyone new here? Bạn Tùng hả? Did you say something? Anh nãy anh nói gì đó anh? One, what did you say? Okay, anyway, so if you cannot write the sentences like I do, I suggest writing bullet points in outline. Nhưng mà các bạn viết không được những cái câu mạng như thế này, các bạn cứ viết dàn ý xong rồi gạch đầu dòng xong rồi các bạn tìm cách nối những cái ý đó lại với nhau bằng từ nối. Just write bullet points and then you try to connect these sentences with linking words. Okay? No, but I believe that our class we can do that. I think. Nhưng mình muốn nói là gia đình và nhà trường cần phối hợp trong cái yes, you can say that. Giáo dục trẻ. Family and school and teachers should cooperate. Yes, you can write that. And you can just say family and the school and the schools, family and school should cooperate in the education of their children. Gia đình và nhà trường hợp trong chuyện giáo dục của trẻ nhỏ của họ. Cooperate in the education of their children. Okay, that's good enough. Let's see. 357. That's a bit too much. To be honest, because if you can write, but if you can write 40 minutes, you can write like what I do, then it's good enough. Because the question they ask a lot, cái câu hỏi nó hỏi rất nhiều thứ luôn á, and this is a very difficult or complex essay. So that's why sometimes I write a lot. Okay, you have any question, class?
You can write disagree, of course, I think, because you can write disagree that we don't need punishment. However, to teach good behavior, you have to write about punishment, okay? Nhiều các bạn có viết ở nhà là tôi không đồng tình là giúp trẻ nhỏ nhận sự sai trái bằng cách punishment. Nhưng mà cái câu thứ hai này, khi mà nói về cái chuyện dạy hành vi tốt, mấy bạn vẫn phải là dùng cái what sort of punishment rồi. Cho nên, well, I think it's a bit hard if you write disagree in this essay, I think, to be honest. Anyway, you can think of other way to punish. Okay, any question, class? Is this essay difficult? Khó đấy, phải không đâu, bài này khó đấy. And basically, I should write your name down here. Có thể. Nếu cho một cái bài luận mà người ta chỉ yêu cầu tầm khoảng 250 từ với cái nội dung mà nó phức tạp vậy, yêu cầu nhiều vậy, thì giữa cái việc là viết cho nó tạm gói trong cái 250 từ nên hơn hay là cứ triển khai ý của mình? Triển khai ý là viết cho nó hết cái yêu cầu đề, muốn nói cái gì mình ghi hết. Chưa đi hết cho hết thời gian quá. Cho nên đó là lý do tại sao mình phải luyện. You know, if you want to write 40 minutes and then you write the whole essay like this, you have to practice writing a lot of essay before you can do this. Có thể cái bài này tốn cả ngày mấy bạn viết mới xong, nhưng mà kệ đi, không sao hết. Từ từ nó sẽ rút ngắn lại. It may take a whole day for you to write this essay, but don't worry, it will shorten, get shorter and shorter after a while, okay? Okay, any question? No. Okay, then I would like to end here. Okay, so please write your essay here, there, and there, okay? Yeah. I think Miss Huyen can no longer join with us, but I'll just write her name here, just in case she comes back. Yeah. Feel bad because of COVID, school system, they change the schedule all the time. You know. Now, let's end the video here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.